Bạn Vân Anh được trên 20 lần đạt giải, tức là bạn rất chăm chỉ nghe pháp, chăm chỉ tư duy, chăm chỉ thực hành và chăm chỉ khuyến tấn mọi người mà tu hành thông qua cái duyên là tham gia giải mini game. À, và đây là câu pháp ngữ mà à, ban tổ chức đã gửi tới tặng cho bạn. Đây là câu pháp ngữ của sư phụ cùng với ảnh của sư phụ ạ. Chúng ta sống ở trên đời phải có tình thương yêu. Thương yêu là tâm của Đức Phật. Có thương yêu sẽ làm tan biến đi tất cả phiền não, hận thù và khổ đau. À, câu tiếp theo là câu nói gọi là câu nói hay. Các bạn được cắt ra từ các buổi giảng của của tâm Chúa hoàn quán, bạn được 10 lần giải thì có à, được tặng à, câu nói hay của Yến Yến xin đọc ạ. Tìm ưu điểm của mình và phát triển ưu điểm ấy chứ không lên so đo với người khác. À, kính thưa quý đạo hữu, vì chúng ta hay so đo với người khác tâm đố kỵ nổi lên và mất thời gian phát triển ưu điểm của mình, chúng ta sẽ làm cho mình đau khổ và đau khổ cho người khác. Cho nên chúng ta luôn luôn tìm ưu điểm của mình để phát triển ưu điểm của mình và tìm ưu điểm của người khác, học họ để phát triển, để biến cái ưu điểm của người khác thành ưu điểm của mình. Đấy là cách mà chúng ta mang lại sự hạnh phúc cho chúng ta và mang lại sự hạnh phúc cho mọi người. Vâng. Bạn Hương Nga là bạn 16 lần đạt giải đấy ạ. Và, và đây là câu nói của Tâm Chiếu Hoàn Quán. ạ. Người biết lắng nghe là người rất ham học hỏi. Ham học hỏi thì mới lắng nghe. Phải không quý đạo hữu? Thì ở đây Tâm Chiếu Hoàn Quán sẽ chia sẻ về cái việc lắng nghe mà chúng ta cần lắng nghe. Đôi khi chúng ta vì bản ngã của mình, vì cái tâm đố kỵ của mình cho nên khi nghe người khác mình không nghe mà mình sẽ tìm cách để mình đối lại họ đó là vô minh mà chúng ta phải giống như là cốc nước chưa đầy chúng ta phải giống như cốc nước chưa đầy thì chúng ta mới tiếp nhận giọt nước khác vào thế vật và thì muốn là cốc nước chưa đầy thì lúc đó tâm phải rỗng ra tức là chúng ta hoàn toàn nghe người khác mà không đưa ý kiến của mình vào lúc nghe thì chúng ta sẽ tiếp nhận được ý kiến của người khác và cái tiếp nhận đó nó hay như thế này ạ tức là khi chúng ta tiếp nhận bằng cái tâm rỗng rang như vậy thì tự trong này trí nó tự vận hành để chúng ta phát sinh được những câu trả lời chứ chúng ta nếu ai mà suy nghĩ lúc người ta nói và không chịu lắng nghe thì lập tức chúng ta phải tự mình vận hành suy nghĩ chứ không phải phát sinh ra cái trí gọi là phát sinh ra cái trí vô sư các quý đạo hữu ạ chúng ta nghe là phải nghe bằng cái tâm rỗng rang cho nên dù bị ai mắng dù bị ai chửi đừng nghĩ ra những câu chửi người ta lúc đó như thế là chúng ta sẽ vừa bất thiện vừa đau khổ và không tiến bộ cũng như thế trong tất cả mọi phương diện khi nghe người khác nói thì chúng ta khởi vọng tưởng về người ta chúng ta phải bỏ cái vọng tưởng ấy đi để tiếp tục nghe cứ thế nghe cho đến cuối cùng thì đến lúc cuối cùng cái câu chuyện của người ta mình sẽ có được định tĩnh và mình có được những cái 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 ứng xử rất là phù hợp lợi ích các quý đạo hữu ạ nhé cho nên lắng nghe là một hạnh của đức quán âm chúng ta cần phải học Đấy. và đây cũng là một câu nói mà dành cho bạn được giả Đấy. thế chúng ta có thấy là lợi ích không ạ à, rất là ích còn câu nói của sư phụ thì à, yến cũng không dám à, trạch giảng nhiều Đấy, nhưng mà sư phụ đã có một câu nói rằng chúng ta sống ở trên đời phải có tình thương yêu đúng không cha mẹ đầu tiên là cha mẹ thì phải yêu thương con con phải yêu thương cha mẹ anh em phải yêu thương lẫn nhau bạn bè phải biết yêu thương nhau mới sống tốt với nhau được phải anh quý đạo hữu nếu chúng ta không yêu thương nhau mà chúng ta còn phân biệt thì còn đấu tranh còn phân biệt thì còn có ác hại, còn có bất bình. Chúng ta sống ở xã hội này, chúng ta có thấy nhiều chuyện bất bình không? Nhiều chuyện bất bình là bởi vì chưa có nhiều tình yêu thương. Còn khi mà trên thế gian này có nhiều tình yêu thương thì những việc bất bình không xảy ra. Vì người ta dùng sự yêu thương rồi thì người ta sẽ không gây đau khổ, không làm việc gì trái đạo. Phải không? Thì sẽ không có bất bình. Và không có bất bình thì có hạnh phúc. Cho nên thế gian này nếu như có sự yêu thương thì sẽ có hạnh phúc. Và thương yêu là tâm của Đức Phật. Kính thưa quý đạo hữu, Đức Phật thương yêu tất cả chúng sinh. Với cái tâm thương yêu đó, Ngài mới thành Phật được. Cho nên chúng ta muốn thành Phật thì chúng ta phải uốn nắn cái tâm mình biết yêu thương tất cả mọi người. Chúng ta yêu thương người thiện vì người đó làm lợi ích cho chúng sinh, chúng ta yêu thương người ác vì người đó còn đang chưa hiểu, còn đang tạo tội để khiến phải đau khổ. Các quý đạo hữu thấy chúng ta đang đi giúp người là giúp người gì? Giúp người khổ, nhưng mà cái gốc của người khổ là do họ không hiểu nhân quả, họ mới làm việc ác, họ mới chịu quả báo khổ. Cho nên Người làm việc ác chính là cái nhân đầu tiên rồi đến cái quả họ bị khổ. Thế tại sao chúng ta lại đi thương người khổ mà lại không thương người làm đang làm việc ác vì họ là một mà. Và anh quý đạo hữu, người đang làm ác và người đang chịu khổ là một. Cho nên chúng ta thương người đang chịu khổ, ví dụ như đang bị bệnh trầm kha, lở loét khắp người, u mọc đầy người thì cái người đó đang có một tướng hiện hữu là những người ác phải không quý đạo hữu vì trước kia họ là ác cho nên chúng ta thương được người khổ thì chúng ta phải thương được người ác đó mới thật là tình thương trong giác ngộ các quý đạo hữu ạ và chúng ta thương hơn nữa là chúng ta ngăn người khác đừng làm ác phải chuyển Phật pháp đến cho mọi người để mọi người đừng làm ác thì mọi người mới không khổ cho nên tình thương của Đức Phật chính là tình thương giác ngộ như vậy đấy các quý đạo hữu ạ nhé. nên tình yêu thương là tâm của Đức Phật. Yến xin trạch tiếp ạ. Có thương yêu sẽ làm sẽ làm tan biến đi tất cả phiền lão, hận thù và đau khổ. Thì câu này Yến vừa trạch ở phía trên rồi. Đúng không? Có quý đạo hữu trên câu nói của sư phụ là vô cùng quý giá. Vì được triển khai từ lời Phật dạy phù hợp với căn cơ của chúng ta. Các quý đạo hữu nhé! Hẹn chúc các quý đạo hữu. Chúng ta hãy tham gia thật nhiều chương trình. Chúng ta sẽ tu thật nhiều để chuyển hóa thật nhiều. Cảm ơn tất cả các quý đạo hữu.